Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học hôm nay là Celebrate. Celebrate là động từ, có nghĩa là ăn mừng, đón mừng một ngày hay một sự kiện quan trọng nào đó. Ngoài ra, Celebrate còn có nghĩa là ca ngợi, tôn vinh ai hay điều gì. Danh từ Celebration vừa có nghĩa là hành động ăn mừng, vừa để chỉ một sự kiện được tổ chức để ăn mừng một điều gì đó, chẳng hạn như Birthday Celebration. Thế giới tuần qua có nhiều sự kiện để đón mừng, mở đầu là sự chào đời của tiểu hoàng tử George, con của hoàng tử William và công nương Kate ở Anh. Chúng ta hãy cùng điểm lại khoảnh khắc quan trọng này nhé. It's a boy and a future king. Crowds of well-wishers gathered outside Buckingham Palace in central London to celebrate the news that Prince William's wife Kate had given birth to a baby boy. The royal birth has provoked a frenzy of media coverage globally. The baby is expected to one day become the head of state of 16 countries, including Britain, Australia, and Canada. Ngay khi vừa hay tin, đám đông những người chúc phúc, well-wishers, đã đổ về điện Buckingham để đón mừng việc công nương Kate đã hạ sinh một bé trai, give birth to a baby boy. Một ngày nào đó, tiểu hoàng tử này sẽ trở thành nguyên thủ quốc gia, head of state của 16 nước, trong đó có Anh, Australia và Canada. Nhiều người ở Nhật tuần qua ăn mừng sự kiện nước này có một chính quyền ổn định trong nhiều năm tới. Nhưng cũng có nhiều người lo sợ Nhật sẽ gây mít lòng các nước láng giềng. Mời bạn tìm hiểu qua câu chuyện sau đây. Prime Minister Shinzo Abe's ruling bloc is celebrating a decisive victory in Japan's upper house election, cementing Abe's grip on power and setting the stage for Japan's first stable government since 2006. The victory gives the hawkish leader a stronger mandate for his recipe to revive the economy. Critics worry Abe will concentrate on revising the post-war pacifist constitution and recast Tokyo's wartime history with a less apologetic tone. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuần rồi đã ăn mừng chiến thắng của đảng ông khi giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử thượng viện, Upper House Election. Chiến thắng này củng cố quyền lực của ông Abe và làm nhiều người lo sợ rằng nhà lãnh đạo diều hâu này, hawkish leader, sẽ sửa lại hiến pháp, revise the constitution và sẽ bớt giọng điệu tạ lỗi về lịch sử chiến tranh của Nhật Bản. Còn tại Bắc Triều Tiên, nước này đã kỷ niệm 60 năm ngày kết thúc chiến tranh Triều Tiên bằng những buổi biểu diễn hoành tráng. North Korea is celebrating the 60th anniversary of the end of the Korean War with performances of Arirang, believed to be one of the world's largest choreographed events. As many as 100,000 people sing, dance, and perform gymnastics, all with remarkable synchronization. The annual celebration is a highlight of the North Korean cultural calendar. This year, performers wearing military uniforms reenacted battles of the Korean War, which North Korea claims it won. Những buổi biểu diễn khổng lồ này của Bắc Triều Tiên là một trong những sự kiện được dàn dựng choreographed events lớn nhất trên thế giới. Hàng trăm ngàn người tham gia ca hát, nhảy múa và biểu diễn thể dục với sự đồng bộ synchronization đáng kinh ngạc. Những người biểu diễn tái hiện reenact những trận đánh trong cuộc chiến mà Bắc Triều Tiên tuyên bố là đã giành phần thắng. Trong bài học hôm nay, xin giới thiệu đến các bạn từ vựng xoay quanh hoạt động ăn mừng. Có nhiều dịp người ta ăn mừng, chẳng hạn như sinh nhật, ngày cưới hay một sự kiện trọng đại nào đó trong lịch sử. Những dịp như vậy được gọi là anniversary. North Korea has launched massive gymnastic performances to celebrate the 60th anniversary of the end of the Korean War. Người ta có thể đón mừng bằng những buổi tiệc tùng, party, nếu sự kiện mang tính cách cá nhân và riêng tư. The millionaire decided to throw a huge birthday party for his son on a luxury cruise ship as he turned 16. Những sự kiện với quy mô lớn và có sự tham gia của công chúng hay cộng đồng là festival hay lễ hội. The annual Cannes Film Festival is one of the most anticipated events of the year, where filmmakers showcase their newest works and stars their best styles.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Xin hẹn gặp lại bạn trong bài học lần tới.